Xin chào chú bác mình nha. Hôm nay lên chú bác video bao gồm mà 40 món hàng luôn, quá trời hàng, tha hồ mà lựa nha anh em. Đó, giá cả em cân đối cho anh em, mình rất là bình dân, đủ mọi thể loại hết. Anh em chú bác mình mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192035, em tên Nghiệp nha. Phí ship là 30.000, hàng ship quả tốc, ship nhanh, hai đơn bao ship hoàn toàn. Đó, và không mất nhiều thời gian, em lên luôn nha anh em. Đó, có mấy cái bộ khoen này nè, mấy bộ khoen xích hôm bữa em soạn cho ông khách, thì sẵn em soạn ra mấy bộ dư luôn cho anh em mình về mình dựng cần nha. Cái này cũng là khoen xích cho nên mình dựng cần luôn nè, khoen xích nha nè, xích xịn nha, xích tháo từ trong cần của Nhật ra nên khỏi phải lo là khoen dỏm khoen rỗm gì hết. Có cái khoen này là khoen titan nè, khoen nhỏ khoen titan nè, mấy khoen này khoen xích 6 khoen nha, về cho nên mình dựng cần luôn, không có đầu bu nha anh em, không có đầu bu nha, 6 khoen như thế này. Mã số 1 anh em, 250. 6 khoen này 250 mã số 1 nha. Mã số 2 này cũng vậy anh em. Mã số 2 này 6 khoen xích chân ca luôn nè. Cũng 6 khoen nè. Tất cả phụ xích hết. Mã số 2 này anh em cũng 250 nha. Đó, mã số 3 là anh em mình là khoen này phụ xích lower nha anh em, trên mấy cái cần súp nha. Trong mấy cái cần súp tháo ra nè. Cái mấy cái cần mà gọi là nó mấy thằng xịn nữa nè mới có được khoen này, thì cái này nó tới 8-9 khoen, nhưng mà cái này nó không đồng bộ như nè, nó cũng là một kiểu khoen nhưng mà nó không đồng bộ nè, giống như là cái khoen này là khoen titan nè, không khoen này khoen xám khối thôi, còn cái khoen tiếp theo là cũng xám khối mà titan nè, titanium nè, thấy không đó. Còn mấy khoen này cũng phải xích nè, có cái khoen xích gold đây nữa nè em soạn cho anh em mình đủ bộ từ lớn tới nhỏ, hạ xuống từ từ nè. Thì cái này nó tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 khoen nha anh em. Cái này tới 8 cái khoen lận. Bán anh em mình giá là 350 nha. Do nó không cùng màu nên bán 350. Bình thường khoen này bán 50.000 cái nè. Đó, 8 khoen này 350. Mà số 3 tiếp là cho anh em mình. Cái này là đủ bộ nè anh em. Không có đồ bu nha anh em. Tất cả đây là không có đồ bu hết nha. Chỉ có khoen thôi. Cũng có khoen lớn hạ xuống nè, mấy này về dựng cho mấy cần mấy ngang nào câu, hoặc có mấy anh em câu mực rồi đó, đổ mấy khoen lên câu thịt ngồi luôn. Thì cái này 1 2 3 7 khoen. 1 2 4. Cái này 7 khoen không có đầu bu nha anh em. Tất cả khoen xích hết nè. Ha, cái này mã số 4, 350 nha anh em. Cái này thì 50.000 một cái, cái này là đủ bộ nè, không có đầu bu thôi. 350. Cái này cũng vậy, cái này cũng 7 khoen nữa nè, cũng y chang vậy thôi nè. 1 2 3 4 5 cũng 7 khoen. Tất cả phần xích hết, xích lower như nè, khoen này mắc tiền, cho mấy cần súp với mấy cần vip mới có mấy khoen này. Đó, cũng 7 khoen một cái 50.000, 7 cái 350. Mã số 5 như nè, có này mã số 4 như nè, mã số 5 anh em ơi, bộ này mã số 5 nha, bộ khoen này mã số 5, giá là 350. Tiếp đó như mình ha, anh em là thầy thợ dựng cần anh em chơi bộ này nè, anh em là đặc biệt là chuyên làm thì Ikeda hoặc Trúc Nhật đó. Cái này là hàng phôi Nhật bên phôi thô hay trúc Nhật bên Nhật về như nè, em nhập về nguyên bao cần trúc này không, một đống luôn nè, nó có mấy ngọn Ikeda vip lắm. Ngọn này, cái này nó có ngọn cái này đó nè, nè nhóc mấy cái ngọn cái này nè, thấy không, để nhìn thấy không, phôi gốc nè đó. Anh em nào mà thích dựng cần luôn nè, gốc toàn gốc vip không à, chứ cái bao cần này, bao cần có thằng abu xịn nữa nè, bao cần mấy sáu nữa nè, nó một đống một nùi như thế này nè, nạm luôn là chút không đó, còn là phôi thô nha anh em, mình về mình dựng cần thầy thợ rồi dựng cần nè, phôi thô ngọn này nè, anh em về làm cây hay cây là đủ vốn rồi nè. Thế là cái bao cần là về giờ về anh em bán bèo là cũng được 5 xị rồi, đóng phôi kia như thế này đó, bao 1m6 như em, bao cần cứng nha, bao abu đàng hoàng không có rách rứa chân, nguyên bản luôn đó, nguyên một đống này anh em. Nãy em ghi nhầm mã rồi, cũng tính mã số 5 luôn nha anh em. Anh em chốt mã số 5, ví dụ chốt mã số 5 khoen cần câu thì anh em nói giúp em chốt mã số 5 khoen cần câu. Còn anh em chốt mã số 5 cái bao cần trúc phôi trúc thì chốt cho em là cái bao cần phôi trúc giúp em ha, để nhiều khi em gửi lộn hàng cái nó phiền phức lâu lâu lắc lắm nha. Cái này mã số 5 nha anh em, em bán cho anh em mình giá là 1 triệu. 1 triệu nha, là hết trơn như vậy luôn. Rồi, tiếp bên mình combo hai cái cán vợt cho anh em, hai cây chất lụa phíp, cả hai cây này đều 2m7 hết. Ha, hai cây 2m7 hết. Cây này có nút nè. Ha, hai cây 2m7. Đó, có một cây này, cây màu nâu này nè anh em, là nó nguyên bản nè, cứng nè. Còn cây thứ hai 2m7 này cũng cứng nữa, nhưng mà nó có một cái lỗi là nó gãy, nó tháp ở chỗ này nè anh em. Về mình coi, mình quấn chỉ mình xử lý chỗ này lại. Nè. Thấy không? Nó cũng 2m7 luôn.
đó, hai cái cán vợt này mà số 6 em bán chú bác mình giá là 150 nha, 150. Tiếp đến mình combo 2 này, hai cây cần tay đóng ngắn, hai cây giống hệt nhau luôn nha, một cây 3m và một cây 2m4, hai cây đều tầm khoảng 4h cho anh em, 3,5 4h hết. Hai cây này cứng nè, lóng ngắn nè, chơi một cặp giống hệt nhau luôn anh em. Thôi cũng có chạy xước nhưng mà không có lỗi lầm gì đâu, ngoại hình cũng còn, ngoại hình cũng còn khá là mướt chứ không có xấu nha. Một cây 3m và một cây 2m4, lóng ngắn, chất lượng là phiếp, hàng bãi Nhật nha. Rồi dục cái nút khô keo, dục cái nút ra rồi, rồi mình chích miếng keo vô lại nha anh em. Đó, mặt số 7 giá có 150 luôn, mặt số 7 giá 150 luôn. Tiếp lên đây cái cần tay nè, cần tay nóng dài, cây này còn luôn cái bao nè, dài 3m6 nên em thu gọn 106 cm, nặng 138 g. Cây này tầm khoảng 3h, chất liệu phiếp giả trúc nè, cây này mới tinh nha, mới tinh nè. Đó, tầm khoảng 2,5-3h cho nè, chất liệu phiếp 3m6, lóng dài giả trúc, mặt số 8 giá cũng 150 luôn. Đó, cây này thì 4,5m nè nè, cây này tầm khoảng 4h nha, cái nút đít này nó cũng bị xúc xịt nè, về mình coi mình đổ keo lại giúp em, chất liệu là phiếp, cây này 4h, cây này quấn bao lượt được nè, cứng nè ha. Lưu ý là nút đít nó bị xúc xịt cho em, cũng có màu nâu nâu nè, ngọn to, ngọn 2 ly nè. Rồi, cây gần tay này mã số 9 em bán giá là 150 luôn. Tiếp lên mình cây ISO nha em, 9m cọc số 4, cũng rất là cứng, hàng trên Korea đây nè, hàng carbon nha, nguyên bản hết, tất cả Fuji hết, zin luôn, nó bị dập mẹ cái lóng thứ ba thứ tư dưới góc lên nè, lóc thứ tư nha em, thứ tư dưới góc lên, dập chỗ này mẹ nó rồi, dập dài lắm, cho khoảng hơn gang tay nè, hơn gang tay chút xíu nè, đúng không? Còn tất cả lóng còn lại là ok hết, hàng nguyên bản nha. Này về anh em mình coi, mình có cái lóng khác thì mình thay vô, mình làm lại cây ISO 9m, hoặc là anh em mình xử lý theo kiểu là giấu xuống đây luôn nha anh em. Anh em mình quấn mình giấu xuống đây luôn nè, coi như là mình không biết khúc cái này đi, thay để dập rồi cho nó chịu lực vô đây, để cho mình câu luôn. Đó là có hai cách xử lý, một có lóng thay, hai là giấu lóng xuống. Còn tất cả trên này nè anh em, mới tin lâu lâu được cây ISO 9m, bà nội cha nó ra hàng lỗi nữa, nên thôi đành chấp nhận nha em. Ngọn 1.8 nguyên bản nè, cây ISO 9m. Đó là tình trạng cây này như vậy, em bán anh em mình giá 500.000 mã số 10 nha. Anh em nào đến biển ISO nè, tầm xa bờ lấy cái này về xử lý mình cầu, mã số 10 500. Hoặc là về anh em có thể xử lý hai cách, một cái là mình lấy mấy cái ngọn trên mình làm cây khoảng 6m3, 5m mấy 6m3, còn dưới mình làm mấy cán vợt tùy anh em mình. Tiếp cây này cũng cây súp anh em, lô này súp 2 da Ruby, cây này đẹp giá mang luôn, chuẩn hàng nội địa là cứng 30 4m 5, rò skier sóng 2 da nè, đẹp nè, cũng vậy, vận chuyển về kiểu đéo gì mà nó dập nát hết trơn đầu của người ta nè, nhìn không, dập luôn lóng góc rồi nè, carbon sắn 2 da, cây này nó hư một phen nữa nè anh em nha, còn mấy phen còn lại ok hết. Thì đó anh em mình về mình coi ha, cái này mình có tháp được anh em nha, cái này mình tháp được, mình tháp kiếm một cái khóc khác mình tháp vô đây mình câu được, hoặc là mình lấy hai cái lóng ngọn rồi về mình độ mình làm lại theo ý muốn mình câu 3 khúc 4,5 xoắn 2 da như vậy. Đó, đợt này hàng nó bể mấy cây flip rẻ tiền, nó không dập, nó dập mấy cây mắc tiền của người ta không à, chết thiệt chứ. Cây này mã số 11 nha, em bán giá là 500.000. Tiếp lên mình cây này anh em, cây này cũng vậy nè, một cây quýnh xích máy ngang anh em, cây biết đẹp luôn, cũng là fan xích lower đó nè anh em thôi, fan xích nè, trên mấy cần xịn mới mắc tiền, mới có bắt máy Fuji đai qua xịn nữa nè anh em, mắc máy này không đủ tiền, hoặc giờ anh em lấy cái phê này không đủ tiền nữa nè, giờ mét 8 cũng gãy ngọn nè, gãy ngọn khoảng 10 cm nha, rồi nó hạ, nó thay gắn có bu xích chống sắn vô đây luôn nè, nó câu nè, không biết nó câu kiểu gì thì không biết. Đó anh em về chơi máy ngang, lấy cái này về quýnh zit cũng được, quýnh lua cũng được, anh em độ lại câu, hoặc là câu đái câu ngâm được anh em, chấp nhận nó gãy, nó hụt ngọn 10 cm nha. Đó thì cây này mã số 12 bán em chú bác mình giá là 300.000 thôi nha, bắt máy này không có đủ tiền, bắt máy xịn biết xịn luôn. Tiếp đó mình cây này, cây da trong em có sẵn cái cùm trong này nè nha, nó có cái cùm nè, cái cùm lớn như đây nè, hàng made in Korea nè, hàng đây qua đó, em không có gỡ ra,
tới lúc ship em sẽ nghiên cứu, em cắt dây này ra, em gỡ ra cho anh em mình để em bóc lên video và em soạn luôn. Cây này cứng của mình 52m7 anh em, bắt máy Fuji Daiwa, một cây rút dây trong. Để anh em mình biết mấy cây dây trong bên Nhật nó câu toàn là nó gắn máy điện cho nó câu không anh em, chứ không phải nó câu dạng nhẹ đâu. Nó lực tải của mấy cây dây trong nó vip lắm. Gãy ngọn nè. Thì 2m7 cây này nó gãy ngọn, để em đo thử nó còn dài bao nhiêu. 1 2 3. Nó còn 2m4 anh em. Nó gãy mẹ 30 cm rồi. Nha, nó còn 2m4 nè. Anh em về mình coi, mình kiếm bộ khoen nào dư mình đổ lên. Mình đánh bạo lực luôn. Cứng 50 thì gãy, còn 2m4 thì cứng khoảng, cây này cứng khoảng 80 anh em. Đó, kiếm bộ khoen mình đổ lên, hoặc là mình có đồ bu khác thì mình gắn vô đây mình xài dây trong. Nha. Đó, tình trạng cây này như vậy, mã số 13 hay bán cho nên mình giá là 300 ngàn luôn. Tiếp ạ, à, là cho nên mình cây này hai khúc anh em. Cây này hãng của thằng Shimano. Nha, Shimano. Bắt máy Shimano là hai khúc dây trong anh em, dài 2m4, cây này cứng khoảng 80 nè. Ha, cứng khoảng 80 size S nè, S là cứng khoảng 60 80 anh em. Hàng Singapore nha, có một vít trầy chỗ này. Phen khu xích còn đủ khoan nè. Dây trong anh em, hàng Shimano luôn nè, đầu bu xích, phen xích. Có trầy xước. Nha, cứng khoảng 60 80 cỡ 80 nè, chứ không 60 đâu, ngọn rất là to. Ha, cây Shimano dây trong hai khúc carbon. Cân nặng của mình là 250g. Ngọn của mình là 3 ly. Cây này mã số 14 bán giá cũng 300 luôn. Tiếp tục là như mình đang cần tay lắm dài như em. Cây này hàng carbon nha, hàng carbon nhưng mà hãng của Birut nè, hàng này China sản xuất, xuất Nhật nha. Tầm khoảng 3H dài 3m6 anh em, hàng carbon. Nó có bị tróc nước sơn như này, không phải mẻ nha em, mà nó tróc nước sơn với đầu lóng này nè. Carbon, hãng của Birut, hãng này cũng rất nổi tiếng của Trung Quốc nè, xuất Nhật. Cây này 3m6. Ha, tầm 3H cứng đều. Lóng dài. Cân nặng của mình là 100g đúng luôn. Cây này mã số 15, em bán giá là 300.000. Tiếp lên mình cây này, cây Heichi hai khúc anh em, cây này hãng Suzumi, cây này đẹp quá trời. Ha, mấy cây này mắc tiền đó nè, cái này dòng đời mới của thằng Suzumi nè. Dạt 1m8 nha, cây này cứng khoảng 20. Heichi hai khúc dây trong, phen xích gòn luôn nè. Đầu bu xích gòn nguyên si nè. Hai khúc dây trong carbon. Cân nặng của mình là 132g. Ngọn của mình là 2 ly 2 ly 1. Cây này mã số 16, em bán giá là 400.000. Tiếp anh em chơi ISO khoan nhỏ lấy cây này. Cây này có ISO khoan nhỏ, hàng carbon như nè. Cái góc mình hơi bụi hơi dơ nè, chạy xước ít một vài chỗ, lóng trong đẹp lắm. Bắt máy Fuji đọt số 2 và 4,5 nha, hàng made in Korea. Tem vàng nội địa đây, sản xuất Korea. Hơi bụi hơi dơ, tất cả Fuji hàng nguyên bản như nè. Cây này hàng nguyên zin nguyên bản nè, phôi ở trong mới tinh. Không, lóng trong mới tinh nè. Cái góc cũng mới nè, nhưng mà nó hơi bụi hay dơ thôi, chưa có lau chùi thôi. Nha, ngọn 1 ly gử, cân nặng của mình là 194g, đọt số 2 và 4,5 ISO khoan nhỏ, mã số 17. Em bán giá là 400.000. Tiếp lên mình cây này cây xuất lở nè, và 4,5 lần nè. Xuất lở hàng carbon 4,5 nha, lóng rất là dài. Lóng mình tới 1m2 lên em, lóng góc thu gọn nha, bắt máy Fuji nè. Hàng carbon, hàng nội địa Nhật nhưng mà phôi không được mới lắm anh em. Và chất lượng thì ngon lành nha. Một cái xuất lở, tất cả mình phen Fuji nè, phen đề ba mình nó bị nứt phen nè. Nó tất cả phen lại ok hết nha anh em, phen đề ba bị nứt phen. Nè, phôi. Nha, xuất lở 4,5 nha anh em, phôi có trầy xước nè. Cây này hàng của thằng Ruby á nè, hàng của Ruby á. Có sàn xước nha, nhưng mà ngon lành anh em không chê ngoại hình đó. Ở kiếm một cây mà 4,5 nè, chiều dài nè, cứng khoảng 20-23 nè anh em, xước lở nha. Giá rẻ thì lấy cây này, carbon. Nhưng bù lại thì phôi nó không được mới lắm, nhưng mà chuẩn hàng nội địa. Ngọn của mình là 2,4 ly, dài 4,5 ly. Cân nặng của mình 518g, cây này mã số 18. Em bán giá là 400.000. Tiếp lên mình cây này, cây rút dây trong anh em, cây hãng của Alpha Techco sản xuất Korea. Cây này mới đẹp anh em, rút dây trong, bắt máy Fuji tem vàng carbon, có chế độ zoom nữa nè, zoom ngắn lại nè, còn rút cái lóng dài nữa đâu. Phen khu xích cây này đẹp quá trời, cứng 30 và 3m3 nha anh em, sản xuất Korea, có nút đàng hoàng luôn, phen khu xích luôn nè. Ủa, cây này mới tinh anh em, đẹp quá trời đẹp nha, đẹp quá trời đẹp luôn.
cứng 30 và 3m. 3 thuốc dây trong có chế độ zoom. Cân nặng của mình là 319g. Ngọn của mình là 2 ly 7. Cây này mã số 19 em bán giá là 400.000 nha. Mã số 19 giá 400. Tiếp bên mình cây này. Cây này cây đai hoa nha em. Bao cần đai hoa chính hãng. Đó. Xúc lở nha em, xúc lở cứng 20 dài 3m nè. Xoắn hai da cây đai hoa tem vàng nội địa sản xuất Taiwan quá anh em. Cái này chắc mất in Taiwan quá, nó không có ghi. Không có ghi anh em, tem vàng nội địa nhưng mà sản xuất em nghĩ sản xuất chắc Taiwan. Không, nếu mà Taiwan nó ghi Taiwan rồi. Này nó không ghi đâu hết. Nhưng mà tem vàng nội địa nè. Thì dưới góc mình nó có sờn lắm nhăm lắm nhăm chạy chạy sơ sơ đây em. Nha, bắt máy Fuji đai hoa đời mới luôn nè. Thì cây này nó ghi xúc lở cứng 20 nhưng mà thực tế không đúng anh em. Nó cứng khoảng đọc số 2 của ISO khoảng nhỏ thôi. Cây thu gọn của mình là 90cm nha. Anh em có thể về chơi cái này như dạng là ISO khoảng nhỏ. Size 3m nha, hàng đai hoa. Đó nhưng mà nó phen lớn nè, nó có nhiều cái nghịch lý lắm. Phen lớn nè anh em. Phen lớn nè, dàn phen nào là dàn phen nhỏ nè. Độ cứng 20 của xúc lở nè, nhưng mà thực tế cứng khoảng số 2 của ISO khoảng nhỏ thôi. Đó, là nghịch lý như vậy để tư vấn cho anh em mình mua đúng hàng nha anh em. Cây này nó là cái phen điều 3 mình nó bị nứt hết hai phen rồi. Thì cái này em sẽ cho anh em một cái phen khác. Và anh em mình thay vô nha anh em. Đó, lúc em lên video thì em chưa có làm kịp nên em sẽ quấn một cái đây. Nên ký hiệu là cần xử lý trước khi gửi cho anh em mình. Nè, cái đai hoa sóng hai da đàng hoàng mà mới tinh nè. Anh em chú bác mình kiếm một cây mình kiểu là khoen nhỏ đó, size 3m đẹp nè. Giá rẻ thì mua cây này về chơi. Do nó nghịch lý như vậy nên em bán giá không có cao đâu, có bao cần đai hoa luôn. Ngọn cái này 1 ly 2 thôi, nó đọc hàng số 2 cái ISO khoen nhỏ nha anh em. Cân nặng của mình 115g. Cái này mặt số 20 nha, em bán giá cho anh em mình là 500.000, nắp chụp đầy đủ nè, bao cần đầy đủ hết. Chỉ 500.000 thôi. Một cái đai hoa. Tiếp đây như mình cây này nha anh em, cây này là cây cần súp. Một cây cần súp. Carbon xoắn hai da luôn, điểm trừ là mất nút đít. Mất cái nút đít nha, dài 4m2 xoắn hai da. Carbon rod. Cứng 25 nha anh em, bắt máy Fuji nè, xoắn hai da có trầy xước đây. Đó tất cả mình phen Fuji. Phen thì không có nứt ở có nứt nhỏ chút xíu chỗ này. Nha, có nứt ẩn nhỏ chút xíu chỗ này. Xoắn hai da. Trầy xước lâm tâm. Ngọn 2 ly 6 nha anh em, cứng khoảng 25, dài 4m2, một cái súp mất nút đít. Cân nặng mình là 373g, cây này mã số 21, em bán cho anh em mình giá là 500.000. Tiếp lên mình cây này cây 3 khúc nha nè. Cây này cây 3 khúc. 3 khúc hãng Alpha Techco nè. Hàng carbon nha anh em, 3 khúc, cho anh em mình công âm lăng xê đâu. Hoa hình cũng khá là đẹp nha anh em, chạy súp ít lắm. Phen Fuji đá sáng, bắt máy Fuji tem vàng, carbon. Cứng 30 và 3m3 3 khúc sản xuất Korea đây. Tổng thể nó cũng có trầy sờn nhưng mà tổng thể là đẹp anh em. Full Fuji hàng nguyên bản nha, 3 khúc carbon. Con ngâm lăng xê đồ anh em. Quấn Lugan đồ cũng được anh em, không phải chuyên lua nhưng mà anh em Lugan vẫn được nha. 3 khúc ngâm lăng xê sông hồ biển nước mặn láng hết, 30 3m3. Rồi, cân nặng của mình là 360g. Ngọn của mình là ngọn 2 ly 6. Cây này mã số 22, em bán giá là 500.000. Tiếp đến mình cây này cây 2 khúc cho anh em quýnh bạo lực, hàng carbon nha anh em. Hàng carbon, cái ngọn là ngọn sợi thi tinh đặc nha anh em. Anh em một câu quýnh cá lớn mà sợ gãy ngọn rồi cứ mua mấy cái cây mà có sợi ngọn sợi thi tinh đặc như này nè. Hạn chế tối thiểu việc gãy ngọn nha, không nổ nổi đâu. Bắt máy Fuji nên em, ngọn sợi thi tinh nè. Độ cứng của mình 60-80 lần, dài 1m8, 2 khúc. Carbon nha anh em, ngọn sợi thi tinh đặc, gốc carbon. Tất cả mình fan Fuji hết. 500.000 anh em, 80 1m8 nha. Cân nặng của mình là 273g, ngọn của mình là 21, 23, 500.000. Tiếp lên mình cái này cây xúc lở. Dạ. Tiếp cho anh em mình cái này là cây xúc lở nha. Một cây xúc lở cái hàng con Shimano dòng Holiday nè, cứng 15 và 3m6. Cây này là rất nhiều anh em mình đang kiếm nè. Ngoại hình trầy xước ít nha, tổng thể là đẹp, còn nút đồ đầy đủ hết, 15, 3m6 xúc lở. Bắt máy Fuji nha, dính bụi dính giờ. Tất cả mình fan Fuji. Hoàn thiện, không nứt không hư. Phổi trong cũng đẹp nữa nè. Không, phổi trong đẹp. Ít chạy xước lắm.
ngọn 2 ly tiếng 15 36 xích lõi nha, cân nặng của mình là 242g. Cái này mã số 24 em bán giá là 600.000 nha. 600.000. Tiếp tục lên mình cái Lurus nè, cái này hàng của thằng Daiwa. Nha, thu gọn chắc mét 2 của này, 1m15 anh em. Daiwa Lurus nha, bắt máy Fuji Daiwa. Anh em đánh Lurus thì đánh. Hàng made in Korea anh em, dòng Pacific Phantom nha, dài 3m size L. Dài 3m size L luôn, 5 đến 21g, tải cá từ 6 đến 12 là bao. Có tất cả mình khoen Fuji chân đen nha. Tất cả khoen Fuji đen, có một khoen bị nứt nè, một khoen bị nứt nè, khoen thì 3 bị nứt nè, hai khoen. Về anh em mình coi mình hàng lại hoặc mình dán keo đây nha. Em bán 700 mình thấy hai khoen bị nứt á, nên em bớt 100.000 và em bán cái này giá 600 thôi. Một cây lua rút phôi nè, trong phôi rất đẹp. Đọt 2 ly nha anh em. Cân nặng của mình là 190g, cây này mã số 25, em bán giá 600.000. Tiếp tục như mình cây này, cây 2 khúc anh em. Hãng của San Hoa, hãng của San Hoa, cái hãng này mất tiền lắm anh em. Nha, góc sẵn hai da nè. Có định vị lóng anh em, tem vàng nội địa này ha, có định vị lóng nè, bắt máy Fuji carbon, tem vàng sọc xanh nè, mấy cái này mất tiền lắm. Cứng 80 luôn nha, cứng 80, 2 khúc 2m7. Carbon có điểm trừ duy nhất là lớp keo chỗ có chân khoen địa ba anh em, nó bị rập rập nó xíu thôi, chả ảnh hưởng gì. Giờ lấy keo 5-2 mình chích vô đây nè, và nó mất hết cái lớp trắng này anh em. Tất cả anh fan Fuji nha. Cứng 80 luôn, 2m7, 2 khúc carbon. Em nói là cái hãng này rất là mắc nha em, hãng Sanwa này nè, rất là mắc tiền. Cân nặng của mình là 372g. Ngọn của mình là 2 ly 9, gần 3 ly, cây này mã số 26, em bán giá là 600.000. Tiếp lên cây này, cây hai chi 2 khúc anh em chú bác mình đây. Có bao cần nha, tem vàng nội địa mới tinh luôn. 2 khúc, 2 ngọn và cây hai chi carbon, anh em nhìn nó đẹp chưa. Bắt máy Fuji nè, một ngọn cứng 15, ngọn cứng 20, dài 2m1. Hàng made in Malaysia, sản xuất tại Malaysia, xuất Nhật, hãng Ruby, Super. Cây này giống như hàng lướt vậy nè. Nha, hai ngọn luôn, ngọn cứng 15, ngọn cứng 20. Ngọn ly 8, ngọn 2 ly nè. Gần như là chưa sử dụng anh em, có bao cần. Rồi, cân nặng của mình là 159g. Cây này mã số 27, em bán giá là 600.000 nha nè. Mã số 27 giá 600. Ủa, cái bao nó mục rồi anh em ơi. Em giọng của nó gắt mẹ cái bao rồi. Em kiếm bao khác em gửi cho anh em mình sau. Tiếp lên mình cái Ikeda nha anh em, có bao cần luôn. Ikeda hàng carbon nè, bắt máy Fuji nè. Tem vàng nè. À, dài 1m8 nha anh em, made in Japan luôn nè. Ikeda carbon nè. Không, ngọn rút nè anh em. Cây này nó mất một khoen nha. Nên lưu ý về nó mất một khoen chỗ này. Về anh em mình coi mình kiếm khoen khác mình đổ vô. Nha, cây này nguyên bản nè, dài 1m8 nha. Ikeda carbon, mất một khoen, bán này mình 400 thôi, mã số 28. Made in Japan luôn, có bao cần. Ikeda carbon. Tiếp cho anh em lên mình cây này hai khúc hai ngọn nữa nè. Hàng carbon nữa nè. Cây này hãng của thằng Sanwa nó chỗ nó nhiều Sanwa quá người ta. Hai khúc 2m7 luôn nè. Một cây boy 2m7, bắt máy Fuji tem vàng, tất cả fan Fuji, hai khúc hai ngọn luôn. Thông số ngọn cái này nó mất rồi anh em. Cái đầu cứng này nó có dán như này nè, nhưng mà trôi mất rồi nè. Dán như này nè. Tem vàng rồi đi Nhật nè. Đẹp, cây này lau chùi nó đẹp lắm luôn á. Nha, nó hơi dơ tí xíu nè. Còn 47 tất cả là fan Fuji hết. Cây này chắc ngọn cứng 60 nè. Ngọn cứng 60, ngọn cứng 80 nè chú bác mình. Hai ngọn nha. Hai khúc. Hàng carbon nè. Hàng xanh qua. Đó, mua 1 được 2 nha anh em chú bác mình ơi. Cân nặng của mình là 372g. Một ngọn 2 ly. Ngọn 2 ly rưỡi. Rồi, cây này mã số 29, em bán giá là 800.000 nha. Tiếp cây này cái lua 3 khúc nè. Một cái lua 3 khúc carbon xoắn nè. Cán mút và cán mút đẹp nè anh em, không có mớp, không có rách gì hết. Bắt máy Fuji tem vàng carbon, tem vàng xuất Nhật đây nè. Hãng của thằng T-Zack nè, made in Korea. Dài tới 36 nha anh em, 36 3 khúc, lua từ 14 đến 42g, tải cá không thấy ghi, không thấy độ tải cá trên này nha. Thông số màu thôi. Nè.
Thô của mình nè, sóng này nè, đẹp, fan Fuji hết nha, tất cả mình fan Fuji. Hàng nguyên bản, không có nứt, không có hư. Anh em nhìn kỹ nó cũng là dạng kiểu hai da đó nè. Đẹp nha, cây này mới đẹp 3 khúc 36 một cái luôn. Cân nặng của mình là 308 gram anh em, 36 308 gram. Rất nhẹ. Ngọn của mình là 2 ly 1. 2 ly 2 mã số 30 em bán giá là 700.000. Tiếp lên mình cây này 2 khúc bạo lực anh em. Cây này Olympic nè, xoắn gân cơ bắp như dân tập thể hình vậy. Hàng Olympic nè. Không, fan là fan xích biển luôn nè, xem xích biển chân quỳ luôn nè, chứ không phải fan thường đâu. Nha, bắt máy Fuji, dài 2m1, cây này cứng khoảng 150 anh em. Xoắn gân cơ bắp cuồn cuộn luôn, fan xích biển nè. Cây này bị thằng khác nó gỡ bu nè, dễ gì gãy ngọn nổi. Nó gỡ bu xích biển anh em, nó gắn bu đá xám vô nè. Nha. Cây này bị gỡ đầu bu nè. Đó, đây, em cũng không có cái bu xích em thay vô nữa nên thôi em bán cho anh em mình giá bình dân thôi, anh em nào chấp nhận bị lai cái bu như thế này. Cứng khoảng 150 nha. Dài 2m1. Hàng cân guốc sẵn hai da Olympic. Nên cây này mã số 31 em bán cho các bác mình giá là 800.000 nha. Cân nặng của mình là 415 gram. Ngọn của mình 4 ly. Mã số 31 800.000. Rồi, tiếp đến mình cây cần tay nha anh em, một cái cần tay trợ máy. Ha, cây này hàng carbon anh em. Bắt máy này nó hơi ố một tí. Bắt máy Fuji nha, hàng của thằng Ryobi, cây này chuẩn nội địa Nhật. 5m4 nha anh em, cần tay trợ máy, phôi bên ngoài mình có trầy nè. Có trầy thông mèo lông chuột lâm nhâm nè. Nha, thẳng tưng 4H. Cần tay trợ máy. Thực tế nó là cần Ikeda đấy anh em. Ikeda già chứ không phải cần tay trợ máy đâu. Về Việt Nam mình họ đánh theo kiểu cần tay trợ máy. Họ kêu cái hình quen miệng như vậy thôi. Đó. Nha, có trầy sờn xước rồi như nè. Nhưng mà không có xấu nè. Tổng thể là cái này hàng nội địa đời đầu rồi nè, thì hình thức như thế này là khá là đẹp rồi nha, chứ không có xấu mà đúng không, có đẹp xuất sắc như hàng mới thôi. Nó có những cái kiểu là sờn sờn thì rút vô nè, sờn sờn rút lóng như nè, hoặc là dính dấu vân tay ố ố vậy thôi. Ngọn một ly như nè, dài 5m4 4H thẳng nha. Cân nặng của mình là 306 gram. Cái này mã số 32 và bán giá là 600.000. Tiếp đến mình cây này cái ISO khoang lớn anh em ơi, cây này hàng carbon nha, cây này hàng có thằng Olympic nè. Bắt máy Fuji tem vàng sóng 2 da luôn, đọt số 3 và 5m3 nha, sóng 2 da Olympic nè. Đó, sóng 2 da. Đọt số 3 5m3 ISO khoang lớn. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Không nứt không hư nha em, không nứt không hư fan nào, sóng 2 da này, em thấy đẹp vào mới tinh. Sống hai da mới tinh. Ngọn carbon sẵn. Đọt 1 ly 8. Cân nặng của mình là 369 gram. Mà số 33 thì bán giá là 800.000 nha nè. Số 33 800. Tiếp lên mình cây này. Đó, anh không biết anh hỏi cây Daiwa VIP rồi nè. Kiểu sai ngắn ngắn 3m3 lấy cây này. Cây Daiwa dòng đời mới vậy nè. Thu gọn của mình là 90cm. Daiwa bắt máy Fuji Daiwa ha, một cái Daiwa dòng Siobagadis nè. Cây này họ mắc tiền lắm anh em, dòng này mắc tiền, dòng này mới nha. Cây đọt số 3 và 3m. Made in Thái Lan anh em, có những cái trầy nhỏ như thế này. Made in Thái Lan, carbon xoắn nha nè. Nắp chụp được fan Fuji. Nguyên zin nguyên bản hết anh em chú bác mình. Cây này ngọn sơn dạ quang nữa nè, ngọn màu cam sơn dạ quang. Ha, cây này em thấy là thị trường ngoài nó bán hơn 1 triệu một cây anh em, chứ không có rẻ đâu. Có người bán 1 triệu 2 triệu rưỡi luôn á. Thì cây này nguyên bản nguyên zin nha anh em, ngọn sơn dạ quang này chuẩn cho anh em mình đánh bè rồi nè, anh em mà Quảng Ninh luôn nè, tầm mê lắm. Cân nặng của mình là 116 gram. Ngọn cây này của mình là ngọn 1 ly nha. Cây này mã số 34 gì lộn anh em, cây này mã số 33 thôi nha, chứ không phải mã số 38 đâu anh em. Cây này mã số 33 nha. Cây ISO fan lớn này nè, lưu ý em ha, ISO fan lớn này nè, mã số 33, giá 800 nha. Nãy hình như mới đọc lộ mã số 38 rồi vậy. Nhìn sao á, cây này 34 nè. Thì cây này giá cũng 800 nha. Nhà Siobagadis nè, đại qua nè. Nắp chụp Fuji luôn. 800. Tiếp lên mình cây cần tay nha em. Một cái cần tay đóng dài.
Cây này mấy cái này là nó quấn như thêm anh em, mấy này là giống mấy miếng dán quấn sàn cừ quấn vô thêm nè. Cây này độc lắm, có nguyên ngô rồng trên thân con em, hãng con gì không biết nha, 7m2 tầm khoảng 6 h. Cây này nó săn hàng được nha, nguyên ngô rồng luôn nè. Mấy cái này là nó dán như quấn được dán đề can lên vậy anh em, mấy cái này cũng vậy, nó dán đề can lên thôi chứ không phải thương tên của nó đâu nè. Nhưng mà có mấy quả tiết làm như đám mây vậy, có cái thẻo sẵn đây luôn, 7m2 nha, tầm khoảng 6 h nè. Anh em nhìn quả tiết nè, giống như rồng vậy, rồng mấy cái này giống như đám mây nó làm kết hợp cho anh em nha. Lạ cho nên cây này cũng vậy, lần đầu tiên em mới gặp cũng chả biết hãng của thằng gì, nhưng mà chắc chắn là hàng Nhật bãi anh em, không chạy đâu được hết. Nó không, nguyên bản nguyên zin hết nè, 7m2 tầm khoảng 6 h thôi nha. Đó, ngọn của mình 1 ly 7, cân nặng của mình là 437 g, trên mã số 35, em bán giá 1 triệu nha. Tiếp tục với mình cây này, cây hay chi đẹp, hay da hơi bụi tí, tem vàng nội địa nên em xoắn hay da. Anh em đi chơi hay chi đẹp lấy cây này, bắt máy Fuji Dewa đời mới, cứng 20-30 và 2m4 hai khúc, xoắn hay da, hàng made in Taiwan, sản xuất Taiwan xuất Nhật nha anh em. Đây, hàng nguyên bản, chạy sức ít, tổng thể đẹp, hàng hay da luôn, hay chi 2m4 600.000. Cân nặng của mình là đúng 200 g nha, ngọn của mình 1 ly rưỡi, mã số 36, 600.000. Tiếp lên mình cây ba khúc Shimano, nguyên bản nguyên zin, khoan đẹp luôn em, Shimano dòng Holder Boyson ha, khoan của mình là fan Fuji luôn. Cây này đẹp anh em, hơi bụi thôi, nguyên bản nè, bắt máy Fuji Shimano chính hãng, cứng 50 36, ba khúc made in Korea, ba khúc 36 như này, đầu bu xích nha. Cây này đúng rồi, cây đầu bu xích, fan Fuji đá sáp, ba khúc, ngoại hình đẹp, tổng thể giá rẻ 36, giá rất rẻ luôn. Cây Shimano này cân nặng của mình là 371 g, ngọn của mình 2 ly. Cây này mã số 37, em bán giá 800 000, giá rất rẻ cho cây Shimano ba khúc 36. Tiếp đến mình cây này, cây ISO fan nhỏ, cây này cây VIP anh em, full bao cần, cây này hàng lướt nè, cây này có cái hộp nó là như chưa sử dụng như mới. Bắt máy Fuji vặn đề cao nè, báo cá cầm đây cực nhảy luôn. Cây này đọt số 1 nha, có chế độ zoom 5m3 zoom 4m7 nè, 5m3 zoom 4m7 đọt số 1, made in Japan, chuẩn nội địa Nhật luôn, gần như là chưa sử dụng. Nắp chụp fan Fuji nha, chú bác này thích quýnh cảm giác thì đừng bỏ lỡ cây này, 1,5 triệu nè em, cây này em sale xuống còn 1,2 triệu thôi đó. Tất cả mình fan Fuji carbon sóng gần như nè, sóng gần, hàng càng cao cấp thì nó càng sóng gần, nó sóng lụi với nó không có sóng hay da ít ít đâu nè. Cây này zin 100% nha, nó là như hàng chưa sử dụng vậy đó, thiếu cái hộp thôi. Cây này em bán cho nên mình giá chỉ 1,2 triệu, chú bác mình thích quýnh cảm giác thì lượm cây này. Cân nặng của mình là 218 g, ngọn 1 ly 2, mã số 38 nha, em bán giá là 1,2 triệu. Mã số 38 giá 1,2 triệu. Tiếp lên cho em mình hai cây cực phẩm nè, hiếm lắm mới gặp được cây nha, hiếm lắm mới gặp được cây thông số tuyệt vời, 82m7, thu gọn của mình 78cm. Cái này nè, bỏ cúp xe đi câu đúng bài luôn, cũng 82m7, rất là hiếm, anh em lâu lâu mới được cây như thế này, anh em nào gặp thì tranh thủ mình lùm, nguyên bản nguyên zin mới tin anh em. Tất cả mình fan Fuji biển hết, đồ Busic nha, Busic fan Fuji biển, không có hư, không có nứt fan nào hết, tem vàng nội địa dòng Power Med, 82m7 xoắn hai da, chuẩn nội địa Nhật luôn nè, 82m7 mới tin thấy không. Đây, nguyên bản này, cân nặng của mình là 317 g, ngọn của mình ngọn 2 ly 6. Cây này mã số 39, em bán giá 1,5 triệu nha. Cây này có người bán nó còn giá ác lắm anh em, tại vì thông số này hiếm lắm nha, thị trường mình không có đâu. Thị trường mình không có đâu, anh em mình ai đang cần thì nhanh thủ mà mua, 1,5 triệu quá đẹp. Rồi mã số cuối cùng trong video hôm nay, full hộp luôn, cây này cũng cực đẹp luôn đây nè, full hộp luôn, cũng rất là mới, dòng Holder Boy Holder Lock đây nè, nha, đây qua Power Med, 30.000 yên, thấy uy tín nè, hơn 5 triệu cây này rồi, nhìn vô đây thấy uy tín nè, cứng 54m2, thông số mình đây anh em, 4m2 dài thực tế chỉ có 4m25 thôi nè.
Anh em thấy không? Dài thực tế chỉ có 4m25. Ngọn 2 ly 1 nè, thu gọn 120cm, góc 24.2 nè, 22.4 nè, nặng 395g. Đó, về ngoại hình cho anh em mình xem. Cây này phải nó mà lóng ngắn như cái đó bán đã luôn. Lóng dài thôi. Lóc. Mới đẹp, mới bóc. Cứng 52m4 nha, anh em thấy không? Mới tinh. Tất cả mình sang Fuji đầu bu xích y chang như cái đó luôn. Sang Fuji đen đầu bu xích. Cây này có một cái vết nứt nhỏ chỗ này nè, nó đầu ngón tay nè, vết nứt nhỏ xíu chỗ này nó khoen nè. Ở dưới khoen chỗ này nè, hai khoen coi như là nó nứt rất là ẩn, nhỏ xíu vậy thôi. Về mình coi mình dán keo lại. Sắn bầu vào mép 2 da. Chưa đâu. Còn một cái hay nữa nè, định vị lóng nè. Không, định vị khoen nè. Cái ngọn anh em nhìn anh em mới mê mà. Đây. Xuất sắc chưa? Đặt định vị này là độc quyền của con Daiwa này nè, sóng tới ngọn. Zin 100%. Thông số chi tiết em báo này nữa rồi. Cái này là số 40 nha, bán này mình giá biết nhiêu không? 1.6 triệu. Đó, 30.000 yên, một cần rất đẹp, bán này mình chỉ 1.6 triệu thôi. Anh em mình ai thích hàng đẹp thì lắm. Đó là tất cả mặt hàng hôm nay, em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý chị em, quý chú bác mình trong những video tiếp theo nha. Em là quan tâm thì muốn mua hàng livestream trực tiếp á trên kênh TikTok của em thì đăng ký kênh ủng hộ em nè, để sớm đạt được 1000 follow. Em sẽ live bán TikTok, bán trực tiếp trên TikTok đó, anh em mình tương tác mình mua hàng nhiều hơn trên đó. Em xin chào nha, chúc sức khỏe, chúc toàn thể anh em mình nhiều may mắn và tất cả luôn luôn thành công nha anh em. Xin chào.